Quang Đậu xin chào các bạn trong nước cũng như ngoài nước gần xa. Quang Đậu sẽ giới thiệu những cái công trình mà thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mình cũng đã và đang thực hiện. Thì đây là một cái thực tế, nhất là cái con kênh Bào, mà cái gọi là cái dòng kênh, dòng sông cầu Sở Muối hồi trước kia mà người ta vẫn gọi là cầu Sở Muối, tại vì nó nằm giáp ranh giữa phường Phú Trinh và phường Xuân An. Và các bạn thấy con kênh kênh bào cái này, cái dòng suối Bà Tiên hồi trước kia coi như là vẫn chảy xuống đây, thì các bạn thấy ở trên cái dòng kênh này chỉ bèo thôi. Đó. Còn hồi trước kia nữa thì hình ảnh đó mình không có. Đó. Thì nói chung là cái dòng kênh khi mà mình về mình ở đây thì mình đã thấy là như vậy. Thì mỗi năm thì cái ông nhạc sĩ Đậu Quang này, Quang Đậu này, thì ông là cái mặt sau. Ở nhà ông có hai mặt tiền, ở đây là cái mặt sau. Thì năm nào ông nhạc sĩ này ông cũng phải là coi như là phát quang cho nó sạch sẽ. Đó, giống như đi làm thuê bữa củi. Nói chung là năm nào và mùa mưa xuống thì keo rễ cây và tất cả những cái gì đó đều mọc hoang, cho nên ông nhạc sĩ Quang Đậu này ông cũng phải dọn dẹp đó. Đó. Các bạn thấy là hiện cái hiện trường đó là rất dơ giấy, và nơi đây cũng là một cái nơi mà tập kết đó, phường Phú Trinh sẽ là nhất trí cho là bên bộ phận công trình vệ sinh của Phan Thiết là tập kết rác nơi đây. Đó là cái mặt sau của nhà của ông nhạc sĩ Quang Đậu đó. Nói chung là cái khu dân cư 19 tháng 4 thì nó giáp ranh giữa cái đường Đặng Văn Nghĩ và đường Đặng Thái Thông về cái kênh Bào. Đây là khu kênh Bào. Đó, thì các bạn thấy là coi như là thùng rác của công trình vệ sinh là để chuẩn bị tập kết rác. Thì cái mỗi tháng và có thể là gần cuối năm thì công trình vệ sinh mới hợp đồng cái bên mà máy kéo máy cày là đến dọn vệ sinh. Các bạn thấy là cái dòng kênh này bèo không thôi, cỏ thì bò trâu nó bò đến ăn. Thì nhìn qua bên kia là cái đường 19 tháng 4, khu bên kia cũng là khu phường Xuân An. Thì các bạn thấy là coi như là mình vừa dọn dẹp xong thì là có xe cào móc rồi. Nói chung là cũng cái này là gần Tết rồi, gần Tết những cái năm trước đây. Và hôm nay là mình cũng muốn để đối chiếu lại tất cả những cái thực tế giữa cái cuộc sống môi trường hiện tại mà người dân ở nơi đây là đã là chọn một cái địa điểm an cư lạc nghiệp. Cho nên là mình thấy là cái khu vệ sinh này nó không có được an toàn. Các bạn thấy thùng rác để ngổn ngang như thế. Và cứ mỗi lần mà dơ giấy như thế này thì bà con phản ảnh ấy, thì công trình vệ sinh mới đi làm. Thì bên cạnh đó thì có những năm mà các hộ cũng đã phản ảnh lên phường họp cử tri. Cho nên là đây là cái mặt tiền sau nhà mình, coi như quay xuống để mình nhìn thấy rõ hơn. Đó, thì hôm nay là cái tháng 6, mùa mưa cũng đã đến. Thì hôm nay là công nhân của cái công trình này cũng đã nghỉ và chúng ta nghe những cái hạt mưa rơi tí tách. Thì các bạn thấy cái villa cũng đã mọc lên. Cái khu nãy là rất là dơ giấy đó, và các bạn thấy cái bảng cấm mà vẫn đổ rác đó, các bạn thấy không? Đó có cái bảng cấm. Thì nói chung là bây giờ là cái công trình đang thi công và đã thi công đó. Hôm nay thì mình sẽ ghi lại hình ảnh này đó. Các công nhân đang lót gạch dọc theo bờ kênh. Nói chung là tương lai thì mình nhìn thấy là cái bờ kênh này thì có thể là nghe nói là cái tháng 10 thì cũng đã hoàn thành, thì không biết là như thế nào, thì do thời gian thời tiết ảnh hưởng đến cái công việc làm, thì cái nói chung mình cũng mong muốn là coi như làm sao để có một cái nơi mà có một cái công trình đẹp, xanh sạch đẹp của thành phố.
Rất là bác nhận thấy là khi mà cái những cái hình ảnh hồi nãy mình ghi lại thì là đó là nó có trước những năm trước đây đó, và hôm nay thì đang thực hiện thi công. Hôm nay là tháng 7 rồi đó, cái công viên đó các bạn, là công viên. Rồi đối diện của mình cũng có những cái công viên mới làm thực hiện như vậy, mà các bạn cũng đã thấy là nó cũng là rất là sạch sẽ, thấy cũng là hoành tráng. Thì nói chung là cái sự mong ước của người dân nơi đây giữa cái địa bàn kênh Bào thì cũng mong muốn rằng là có một cái là khu vệ sinh rất là xanh sạch đẹp. Đây là dòng sông Đen, nói chung là hồi trước người ta gọi là dòng sông Đen, là nơi mà nó ẩm chứa những cái mùi hôi thối mà nó thậm chí các bạn là coi như ở đây là nước cống ra không à, chứ không phải là nước suối Bà Thiên nữa. Tại chỉ mùa mưa lớn thì là nó ít hôi thôi, còn bây giờ là chỉ nước cống của cái những cái khu là dân cư ở rồi cái đưa cống nước ra xả vào đây rồi đưa xuống như biển thôi đó. Thì cái chỗ này là có thể là làm công viên đó, những cái cây xanh mà gió đang thổi bay như thế này thì trở thành một công viên mà cũng như hơi lâu đó các bạn, hơi lâu nhưng mà tin tưởng rằng là nó sẽ có.